chụp ảnh với chiếc xe hơi của chúng ta. Tôi lúc này vẫn còn đang dưng dưng một chút vì nhìn thấy lần đầu tiên chiếc xe của Việt Nam xuất hiện. Tôi là người rất mê xe, xem rất nhiều các chuyến về xe ô tô, về xe máy, đặc biệt là những triển lãm xe. Khi nhìn thấy hai chiếc xe với lá cờ Việt Nam, tôi tin là các anh cũng sẽ như tôi đều có một cảm xúc chung như vậy. Còn một cảm xúc nữa đấy là không hiểu sao tôi ngồi đây nhưng mà tôi rất thèm được nhảy luôn vào cái xe này. Không biết canh như thế nào ạ? Cũng đúng như vậy luôn anh ạ. Vâng, cũng đúng như vậy luôn. Rất thực lòng muốn có mặt tại cái triển lãm này để được ngồi thử một xe như thế nào, được nghe tiếng máy nổ như thế nào, được cầm thử vô lăng, được sử dụng thử các tính năng trong đấy. Nhưng có lẽ anh em mình phải đợi lâu lâu đấy. Em vừa đánh dấu cái xe mà Beckham vừa xem rồi thì nhiều khả năng em có đặt hàng của đấy. Tôi không biết là anh đánh dấu trước hay là tôi sẽ đánh dấu trước. Nhưng mà thôi, chúng ta sẽ nói chuyện này sau show. Vâng. Còn anh Mạnh Thắng. Thật sự thì cũng chia sẻ một cái thông tin hơi bí mật một chút là đây là lần thứ hai tôi được chứng kiến tận mắt mẫu xe này, nhưng nó vẫn còn nguyên trong tôi cái cảm giác, tôi vẫn còn đang rất là hồi hộp và bất an. Đó là lần đầu tiên tôi được sang Turin ở trong trung tâm thiết kế Pininfarina để tận mắt chứng kiến cái mẫu xe này. Và lúc đấy tôi hoàn toàn không phải là người của Vin, tôi được mời sang để đánh giá những cái xe của Vin. Và tôi đã lặng người đi, một chút lặng người, một chút tự hào rằng 20 năm Việt Nam mong muốn có một nền công nghiệp ô tô, nhưng không được, không làm được. Nhưng chỉ 12 tháng thôi, chưa đầy 12 tháng, thì trong tôi lại nhen nhóm nhau, có thể đấy. Có thể Việt Nam sẽ có một nền công nghiệp đấy. Và người khởi xướng là VinFast, là VinGroup. Và biết đâu được chỉ sau cái dự án này thôi, rất nhiều các cái doanh nghiệp Việt Nam sẽ lớn lên, sẽ trưởng thành. Và không chỉ là sản xuất một con ốc thôi, mà họ có thể sản xuất được cả một dãy chiếc xe hơi thì sao. Vâng, cảm ơn anh Vinh Thắng. Còn anh Đắc xin mời. Chính xác, mình nhìn khi mà hai chiếc xe này xuất hiện, mình nói thật, mình nó thu hút mình ngay lập tức. Mình nói về cái vị trí của một cái người tiêu dùng thì cái quan trọng nhất là dĩ nhiên là cái bề ngoài, cái thẩm mỹ nó thu hút mình ngay lập tức. Và mình không có ngờ được, mình cũng rất là thèm, mà mình phải muốn ngồi trên cái ghế này. Mình cảm thấy nhất là những cái nội thất bên trong, mình cảm thấy rất là cao cấp và rất là tinh tế. Nói thật mình không biết nói gì nữa, tại vì mình nhớ có một vài mười mấy năm trước có một khi một hãng xe ở châu Á mới vừa ra cái thương hiệu của họ ở bên Mỹ, thì mình mà đây là một cái đất nước cũng khá mạnh trong châu Á, mình hơi thất vọng. Nhưng mà mình nghĩ đây là cái năm đầu tiên họ thiết kế thì mình bỏ qua. Nhưng mà đối với hai chiếc xe này là một cái sản phẩm đầu tiên, mình phải nói nó vượt qua những cái sự mong đợi của mình, và mình rất là bất ngờ. Xin cảm ơn anh Dustin Nguyễn. Có lẽ là tất cả chúng ta và rất nhiều người cũng đều có chung một cảm giác như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với đầu cầu Paris để xem ở đó những người có mặt ở đó nói gì, cảm xúc của họ như thế nào. Xin mời biên tập viên Thu Hương. Thấy những mẫu xe hơi mang thương hiệu VinFast, những chiếc xe của người Việt Nam do người Việt Nam sản xuất, cùng với hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên đất trời Paris trong một sự kiện mang tầm vóc quốc tế. Và tôi tin chắc rằng đó chính là một khoảnh khắc đầy ý nghĩa đối với bất cứ ai là người Việt Nam. Những hình ảnh không chỉ truyền cảm hứng đến cho các doanh nghiệp trong ngành sản xuất ô tô của Việt Nam chúng ta, mà còn truyền một động lực rất mạnh mẽ đến những cái doanh nghiệp Việt Nam tự tin bước ra thế giới. Và ngay lúc này thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với hai vị khách mời, những người đã có trải nghiệm đầu tiên đối với chiếc xe VinFast của Việt Nam. Và tôi xin được mời trở lại sân khấu Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vi và ngôi sao quốc tế
David Beckham. Chúng ta cần một vài phút để cho các vị khách mời trở lại với vị trí để có cuộc phỏng vấn với chúng ta. Như vậy thì chắc là mình cũng vậy rồi, mình cho coi như là chuẩn đi.
nhưng mà cái thẩm mỹ của cái xe này rất là quyến rũ, rất là sang trọng và đẳng cấp cao. Vâng, xin cảm ơn anh Đắc Nguyễn và cũng xin được cảm ơn tất cả các anh đã đến với cầu truyền trực tiếp ngày hôm nay để chúng ta cùng được xem những hình ảnh chiếc xe Việt Nam ra mắt với triển lãm Paris Motor Show như thế nào. Quý vị có thể thấy được Beckham và đang đứng cạnh chiếc xe Lux SA 2.0. Trông cũng rất hợp, bởi vì là với tôi thì hình ảnh của Beckham luôn luôn gắn liền với chiếc xe hào nhoáng của các thương hiệu từ châu Âu đến cả xe máy nữa. Nhưng hôm nay anh ấy đứng cạnh chiếc xe của VinFast thì tôi thấy hợp, đúng không ạ? Rất là sang trọng. Vâng, rất là và đặc biệt tôi rất ấn tượng với nội thất khi Dave đã vừa giới thiệu. Vâng. Nội thất của chiếc xe quá quá là sang trọng. Nếu mà mọi người nhìn thấy thì thứ nhất là nó có âm hưởng của Việt Nam, của phong cách Việt Nam, của hình ảnh của Việt Nam trong đó. Và chắc chắn rồi, là một người Việt chúng ta có quyền tự hào về điều đó chứ ạ. Bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian. Vâng. Khi nào thì chúng ta sẽ được cầm lái hai chiếc xe này ở tại Việt Nam, đúng không ạ? Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các anh. Và để thay cho lời kết, thì chúng tôi xin mời tất cả quý vị cùng đến với một hành trình 365 ngày thần kỳ để tạo ra hai chiếc xe của VinFast. Đây cũng là lời chào của tất cả chúng tôi đến khán giả, đến tất cả những người hâm mộ dưới yêu xe của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam. Một lần nữa xin được chúc mừng cho VinFast, chúc mừng cho Việt Nam chúng ta. Và xin được cảm ơn tất cả quý vị đã chú ý theo dõi cầu truyền của chúng tôi từ trường quay S14 Đài truyền Việt Nam và từ triển lãm Paris Motor Show 2018. Chương trình đến đây xin được khép lại. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị đã chú ý theo dõi. Of the domestic Vietnamese automobile industry. We knew we weren't just creating cars, we were creating national products.
là sản phẩm trong thời gian ngắn thế. Really incredible. Thực sự là khó để tin được. Và tôi biết VinFast là một sự thần kỳ đến từ Việt Nam. It's incredible. It's beautiful. It's sleek. Quá đẹp. It's modern. Kiểu dáng hiện đại, thanh lịch. Tech. Công nghệ cao. And premium. So it's vô cùng đẳng cấp. Incredible. Congratulations. Xin chúc mừng. Khó để tin được.